Thưa quý vị, thưa các bạn, mặc dù dịch COVID-19 ảnh hưởng tới mọi mặt của nền kinh tế, nhiều địa phương trọng điểm về kinh tế phải giãn cách, nhưng bức tranh kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm vẫn duy trì được mức tăng trưởng dương 1,42%. An sinh xã hội được đảm bảo, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát. Các cơ quan ở trung ương và địa phương đã thực hiện tốt, có hiệu quả công tác phòng chống dịch. Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Bộ Công Thương đang tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho tất cả các khâu trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh, từ nguyên vật liệu, các yếu tố đầu vào đến sản xuất, chế biến và trung gian phân phối, thị trường, tiêu thụ sản phẩm, cũng như rà soát, hoàn thiện và thực hiện đồng bộ hiệu quả hơn các chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu. Mặc dù là bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi dịch COVID-19, Công Thương địa phương chúng ta đã quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của ngành Công Thương, cũng như là quán triệt chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương. Chúng ta đã đưa ra những cái giải pháp, những quyết sách rất phù hợp, từ cái việc phải duy trì bằng được cái hệ thống chợ và trung tâm thương mại, siêu thị, cho đến cái việc là khẩn cấp tiêm cho những người lao động tự do hay là những người làm trong khu vực dịch vụ, hoặc là chúng ta bảo đảm là thông suốt, lưu thông thông suốt hàng hóa trên từng địa bàn và liên vùng với nhau. Ngành công thương của chúng ta ở phạm vi cả nước là đóng góp vào 4,55% điểm bình quân, và cái chỉ số phát triển công nghiệp chúng ta vẫn tăng được 4,1%. Và vì thế cho nên chúng ta mới có được cái tốc độ tăng trưởng cả nước GDP là 1,42%. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, 9 tháng qua khối công thương địa phương đã đảm bảo nguồn cung cầu hàng hóa thiết yếu cho hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân, qua đó đóng góp vào tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế. 48 trên 63 địa phương đã có chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 41 trên 63 địa phương tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước. Cả nước tăng 4,1%. Ngoài ra, có 44 trên 63 địa phương có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 57 trên 63 địa phương tăng trưởng cao hơn mức tăng chung của cả nước. Đáng chú ý, có 54 trên 63 địa phương có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 31 trên 63 địa phương tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước. Đối với tỉnh Thái Nguyên, thì trong 9 tháng đầu năm, thì một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu thì cũng đã đạt được. Giá trị sản xuất công nghiệp thì của tỉnh Thái Nguyên đạt khoảng 610.000 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Đây cũng là cái điều đáng mừng và tích cực. Giá trị xuất khẩu thì đạt 21,31 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,7%. Thu ngân sách trên địa bàn khoảng 12.000 tỷ đồng, đạt 96% chỉ tiêu kế hoạch chính phủ giao. Thái Nguyên sẽ cam kết sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để đảm bảo được các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh hoạt động một cách bình thường, góp phần vào cái sự phát triển chung của cả nước. 3 tháng cuối năm thì chúng tôi cũng tập trung một số các cái công việc. Thứ nhất là Hà Nội vẫn phải đối mặt với cái nguy cơ diễn biến dịch bệnh rất là phức tạp và khó khăn. Do đó là Hà Nội cũng sẽ xây dựng cái bộ tiêu chí an toàn trong sản xuất kinh doanh để và trong cái hoạt động sản xuất của các làng nghề nữa để thúc đẩy phát triển, đảm bảo sản xuất an toàn, tiếp tục xây dựng cái kịch bản tăng trưởng theo cái diễn biến của các cái cấp độ dịch phù hợp với cái việc phát triển kinh tế xã hội và tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để giúp các doanh nghiệp tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc, tăng cường tuyên truyền cho các cái doanh nghiệp thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch cũng như là thúc đẩy phát triển kinh tế. Và chúng tôi cũng đang tập trung xây dựng các cái phương án phát triển trong cái lĩnh vực ngành của công nghiệp thương mại để tích hợp vào cái quy hoạch chung xây dựng thủ đô. Tại hội nghị trực tuyến khối công thương địa phương với 63 tỉnh thành phố trên cả nước mới diễn ra tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị chính quyền các địa phương và ngành công thương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm chống đứt gãy chuỗi cung ứng về lao động, đặc biệt nhấn mạnh việc thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng,
trong đó chú trọng thị trường trong nước, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, các mặt hàng thiết yếu, nhất là vào các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán năm 2022, triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nhằm thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình biện pháp cụ thể để kích cầu. Thì rất mong là các địa phương, việc đầu tiên là giúp cho các doanh nghiệp phục hồi cái sản xuất, rồi duy trì cái hoạt động của mình để bảo đảm rằng là những cái mục tiêu đặt ra của các cái doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất không quá thấp so với lại cái ý định ban đầu. Hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc giải phóng mặt bằng, các thủ tục hành chính để sớm đưa các dự án mới đi vào hoạt động, tạo động lực để phát triển trong những năm tiếp theo. Tập trung rà soát, đánh giá lại tình hình thực hiện kế hoạch công thương năm 2021 trên từng địa bàn để cập nhật kế hoạch cho năm 2022.